Quý thầy, quý anh chị và các bạn đồng nghiệp thì hôm nay cũng bên dạng bên tim mạch can thiệp cũng chia sẻ một cái bài về cái cũng liên quan về với đột quỵ chút. Thì đây là một cái tên đề tài là cái chỉ định mà đóng cái đột quỵ não không rõ nguyên nhân mà có tồn tại lỗ bổ dục ở những bệnh nhân mà có đột quỵ ở người trẻ. Thì lỗ bổ dục ấy, là một cái lỗ để mà cái để cho cái máu lưu lượng từ bên phải qua bên trái để cung cấp khi mà tiếp ở cái bào thai á, cái đấy một cái lỗ nó sống còn. Thì cái thứ hai là cái khi mà bé nó sinh ra thì cái lỗ nó sẽ tự bít đi khoảng từ 1 đến 3 tháng. Và đối với những người bình thường ấy, thì mình có tỷ lệ từ 25-30% là vẫn còn tồn tại cái lỗ đó. Nhưng mà mình có nguy cơ gì không thì đối với những người có sức khỏe bình thường thì hoàn toàn yên tâm, mình không có vấn đề sợ gì hết. Thì về giải phẫu của cái lỗ này thì cũng khá là phức tạp. Nó có là nó tạo lên từ cái hai cái vách, là vách thứ phát và vách nguyên phát. Thì chính cái vách này, hai cái vách này tạo thành cái úp lên nhau, nó tạo thành cái lỗ hay là cái đường ống của bộ dục. Và tại sao nó lại thành tạo một cái nguy cơ tạo huyết khối? Thì đây là cái đường ống của nó. Đây là giải phẫu 2D. Thì đây nó thực ra nó là một cái lớp nó vách trên và lớp vách thứ phát và lớp vách nguyên phát. Thì tuy nó tạo một đường ống như vậy thì nguy cơ cái nó khi mà máu nó không lưu chuyển qua đây thì nó dễ tạo thành cái cục máu đông trong trường hợp mà có liên quan tính tăng đông. Thì và cái bình thường cái áp lực bên phải bên trái sẽ cao hơn bên phải, nhưng mà một lý do nào đó cái áp lực bên phải sẽ cao hơn, ví dụ như thực hiện cái nghiệm pháp Van Sava thì cái cục máu đông ở đâu ở đây đây nó tồn tại trước từ đó thì nó có thể máu cái cục máu đông nó bay qua bên trái và lên tuần hoàn và nó bay đông não thì gây đột quỵ não. Thì đấy là nguyên nhân là tại sao nó lại cái đột quỵ não có liên quan đến cái lỗ bổ dục này. Thì đây là cái hình ảnh anh cho chạy dừng. Đây là cái hình ảnh của cái lỗ bổ dục là bình thường thì nó đóng lại, nhưng mà áp lực cao lên thì nó sẽ mở ra. Đó, hình tiếp theo. Đây là khi người ta bơm cái bubble stent có nghĩa là bơm cái bọt khí vô đường tĩnh mạch ấy, thì máu bubble sẽ bay sang cái nhĩ, từ nhĩ phải sang nhĩ trái và gây ra chính cái nguyên nhân này nó gây đột quỵ. Thì người ta có một số trường hợp phải phân biệt cái chuyện mà BO khác với lại cái lỗ thông liên nhĩ, lỗ thứ phát hoàn toàn khác nhau. Đó là cái khác nhau về cái cấu trúc giải phẫu. Và cái thứ hai là cái sân của thông liên nhĩ thì thường phải là phân trái phải, trừ trường hợp nào mà tăng áp phổi nguyên phát hoặc là đã tăng đảo sân rồi thì nó mới quay trở lại trái phải. Còn sân trong BO thì đa phần là từ bên phải qua bên trái. Và tỷ lệ có trong dân số thì khoảng 20-30% người bình thường cũng có ha. Và cái nguyên nhân của BPO này nó làm tăng nguy cơ của đột quỵ lên là bao nhiêu? Những cái BPO là có cái hình dạng kích thước nha, kích thước nếu mà càng dài càng lớn thì nguy cơ tạo huyết khối càng lớn và nó tạo cái tăng nguy cơ đột quỵ. Thứ hai là cái khi làm cái bubble test ấy, nếu mà cái những cái micro bubble này bay từ bên nhĩ phải qua nhĩ trái nhiều càng nhiều thì nguy cơ nó đột quỵ nó càng tăng lên. Và thứ ba là nó liên quan đến tính chất tăng đông, và một số trường hợp thì nó liên quan đến cái chuyện là dạng túi phình. Thì chính cái dạng túi phình này nó tạo thành cái những cái hố, những cái ngóc ngách để cho cái máu đông sẽ dễ đông vào đây và sẽ gây ra đột quỵ. Và cái thứ ba là cái dạng mà thông liên nhĩ dạng sàng ha, thì nó sẽ dễ tạo thành cái cục máu đông ngóc ngách, hoặc là cái tình trạng liên quan đến cái van ostat hoặc là van Chiari trong bên tim mạch ở trong cái vòng trong cái nhĩ trái nhĩ phải. Thì đột quỵ não không rõ nguyên nhân ấy, nó là chiếm khoảng 20% trong cái nhóm mà đột quỵ do thiếu máu não. Và hình ảnh của đột quỵ do cái emboli từ tim ấy, thì nó sẽ phân ra thì nó rải rác và thường ở cái những tim ở mạch máu vỏ. Và những cái nguyên nhân mà cái cytogenic này, thường về BPO nó làm tăng nguy cơ của cái cytogenic ở những người nào, ở những người mà đi du lịch kéo dài, ví dụ ngồi máy bay khoảng 12 người ta mấy tiếng đồng hồ thì nguy cơ nó sẽ tạo cái huyết khối và nó có thể làm tăng cái nguy cơ bị đột quỵ. Cái thứ ba là những người hợp bị DVT hoặc đi hoặc là những người ngầm được tăng áp lực Van Sava, ví dụ những thợ lặn hoặc là những cái ông mà tập lực sĩ này đang đột ngột tăng cái áp lực ổ bụng lên thì cái sân cái áp lực bên phải sẽ cao lên và nguy cơ đảo sân lên tăng rất là nhiều. Và người ta cũng đang nghiên cứu về cái liên quan đến cái tính chất migraine ở bệnh nhân BPO.
Thì đột quỵ không rõ nguyên nhân là những trường hợp mà đột quỵ mà không tìm thấy nguyên nhân, mặc dù chúng ta đã tìm khá nhiều các cận lâm sàng. Và tiêu chuẩn của ASERT định nghĩa đột quỵ không rõ nguyên nhân là thứ nhất là phải là không phải là nhồi máu đốc huyết, cái thứ hai là nó không có hẹp động mạch não lớn hơn 50% trên CT MRI hoặc là cái Doppler, và thứ ba là không tìm thấy nguyên nhân nào từ tim gây ra, ví dụ như bệnh nhân không có rung nhĩ, không có huyết khối buồng tim, siêu âm tim thực quản, không có huyết khối tiểu nhĩ, thì đó là những trường hợp mà đột quỵ não không rõ nguyên nhân. Ở bên cạnh đó mình phải loại trừ một số trường hợp khi mà đặt Holter ECG đó, một số trường hợp mình có thấy những cái cơn nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ hoặc là rung nhĩ, thì đấy cũng không phải là đột quỵ không rõ nguyên nhân, mà mình phải loại trừ những trường hợp này. Về một cái thang điểm thang drop thì cái thang điểm này có cái vai trò rất lớn trong cái bệnh cảnh mà đột quỵ không rõ nguyên nhân. Thì cái thang điểm này nó đánh giá là cái những cái nguy cơ huyết khối nghịch thường, thì có một cái đặc điểm đó là cái nào có thì trừ đi một điểm. Bệnh nhân nếu mà cái dấu hiệu âm tính thì nó sẽ được cộng một điểm, ví dụ bệnh nhân không có tăng huyết áp, không có đái tháo đường, không có sốc trước đó thì được cộng một điểm, và bệnh nhân càng trẻ thì cái điểm số càng cao. Như vậy điểm drop càng cao thì nguy cơ cái đột quỵ não không rõ nguyên nhân sẽ nguyên nhân do cái tắc mạch kỳ thường này càng cao hơn. Đây là ý nghĩa của nó ha. Và các nghiên cứu về cái chuyện đóng cái lỗ bổ dục này, thì những năm trước 2012, 2013, 2017 thì cái kết quả nghiên cứu nó không như ý muốn, có thể là do liên quan đến vấn đề về dụng cụ kỹ thuật. Và những năm gần đây 2017, 2018 và nghiên cứu Defoe 2018 này thì thấy nó bắt đầu nó có cái lợi. Thì lợi như thế nào? Thì đây là nghiên cứu của Glossier 2012 thì thấy là cái sự khác biệt giữa việc đóng lỗ bổ dục ấy, và so sánh với chuyện mà dùng thuốc đơn thuần, dùng các kháng tử cầu thì không khác biệt, không có ý nghĩa. Nghiên cứu Repack thì bắt đầu có sự thay đổi và có ý nghĩa một chút xíu với B bằng 0.046. Và gần đây nhất là nghiên cứu Defend BFO 2018 ấy, thì người ta thấy rằng cái dấu hiệu mà cái cục mà phòng ngừa được cái đột quỵ thứ phát do cái khi mà dùng cái dụng cụ arm laser BFO này thì cải thiện hơn so với những dùng thuốc đơn thuần với lại B bằng 0.013, và rất có ý nghĩa thông kê. Thì vậy nên là có những cái guideline đi theo. Thì ví dụ như năm 2014, guideline của Hiệp hội Tim mạch của Mỹ thì người ta thấy rằng người ta không khuyến cáo nhiều, không khuyến cáo cái việc đóng lỗ cái BFO này đó, trong những trường hợp và ngay cả những trường hợp mà có cái huyết khối tim mạch đó, thì đây class 3. Tuy nhiên những năm về sau này thì nó bắt đầu thay đổi. 2018 thì khuyến cáo của Anh thì bắt đầu thay đổi, là người ta bắt đầu khuyến cáo là nếu như vậy giờ bệnh nhân mà có chống chỉ định kháng đông đó, thì có thể phối hợp với việc đóng lỗ thông liên nhĩ, đóng lỗ bổ dục và kết hợp với đề kháng tiểu cầu để nó sẽ có lợi hơn. Và Euro 20 của châu Âu năm 2019 thì cũng có ghi nhận là khuyến cáo là từ bệnh nhân từ 18 đến 65 tuổi đó, mà có tình trạng mà stock không, đột quỵ không rõ nguyên nhân hoặc TA hoặc huyết khối hệ thống gì đó, thì người ta khuyến cáo cái chuyện mà đóng cái lỗ bổ dục này ưu thế hơn so với chuyện dùng thuốc. Và của khuyến cáo của Pháp cũng vậy. Và đây là người ta chỉ định nên rõ ràng luôn, bệnh nhân từ 16 đến 60 tuổi tái phát đó, và cái BFO này có cái thuận lợi về cái huyết khối, ví dụ như có cái túi phình ấy, hoặc là cái sân trái phải, sân phải trái lớn hơn 20 micro, thì cái này khi mà làm cái test global thì người ta sẽ thấy rõ. Và của khuyến cáo của Mỹ, Hiệp hội Thần kinh Mỹ cũng kết quả ghi nhận tương tự ha. Bệnh nhân nhỏ 60 tuổi thì khuyến cáo cái chuyện đóng cái lỗ BFO này. Và khuyến cáo gần đây nhất là của Sky 2022 về cái chuyện điều trị cái bệnh những bệnh nhân có bệnh BFO liên quan đột quỵ, thì người ta cũng khuyến cáo rằng đó, thì khuyến cáo là biết cái lỗ bổ dục này bằng cái dụng cụ sẽ ưu thế hơn, và chọn lựa những bệnh nhân có bệnh nhân phù hợp, ví dụ như bệnh nhân có những cái túi phình hoặc là những cái sân và thang điểm Robby này lớn hơn 7, thì người ta khuyến cáo mạnh và chứng cứ mức độ trung bình. Tương tự như vậy, mỗi những bệnh nhân mà có cái thrombophilia hoặc là chống chỉ định dùng thuốc kháng đông hoặc là kháng tiểu cầu thì mình cũng khuyến cáo cái chuyện đóng cái lỗ bổ dục lại.
Thì guideline 2021 của đột quỵ thần kinh thế giới thì cũng đưa ra khuyến cáo bệnh nhân đối với 16 đến 18 đến 60 tuổi thì người ta cũng ưa chọn cái chuyển đóng lỗ BPO khi cái nguy cơ của lỗ BPO này gây đột quỵ não tái phát cao. Và một cái vấn đề nữa là khi sau khi đóng xong thì mình sẽ làm gì cho bệnh nhân? Sau khi đóng xong thì mình sẽ chuyển đơn giản là mình sẽ sử dụng, có thể sử dụng một cái thuốc kháng tiểu cầu từ 1 đến 6 tháng dùng đáp. Sau đó là mình sẽ dùng kháng tiểu cầu đơn trong khoảng 5 năm thì sau đó mình sẽ đánh giá tiếp và theo dõi cho bệnh nhân. Thì đây là cái ca lâm sàng này, bệnh nhân này 29 tuổi, cũng rất là trẻ, không có tiền căn bệnh lý gì hết và bệnh nhân bị đột quỵ não. Em show cái hình. Thì cái bệnh cảnh của cái ca này cũng rất là đặc biệt là sau khi bệnh nhân ngủ dậy buổi sáng đi toilet á, thì giống như mình đi toilet thì một cái động tác lạnh thì nó sẽ không biết là nó có cục máu đông ở đâu thì nó bay lên não và đây nó làm tắc cái vùng động mạch vùng tiểu não. Cái này bệnh nhân thì đã được can thiệp lấy khối. Khối tái cơ thông thành công. Thì sau đó thì bệnh nhân đã được tư vấn và trao đổi giữa cái lợi ích của cái chuyện mà dùng thuốc kháng đông hoặc kháng tụ cầu lâu dài so với cái chuyện mà dùng bít cái lỗ bổ dục lại. Thì khi làm cái siêu âm tim thực quản thì cái hình này thì rất tiếc là nó không có động. Thì nó có cái vách và có cái sự cái khi test bubble thì nó có những cái bọt khí từ bên phải qua bên trái. Và bệnh nhân sẽ được trao đổi và sau đó được quyết định đóng bằng một cái dù. Đây là hình ảnh. Thì mình sẽ bằng cái cách là chọc tĩnh mạch thôi, chọc tĩnh mạch đùi bên phải. Xong nó đi qua cái lỗ VPO và đưa cái delivery qua. Sau đó mình sẽ thả cánh bên trái của cái dù và kéo về cái vách và cái thả cánh bên phải. Thì đây là cái hình ảnh của cái dù của cái BFO thì nó có một cái đặc điểm khác so với lại cái dù của thông linh nhĩ, đó là cái cánh bên phải sẽ lớn hơn cánh bên trái. Tại vì đây là cái chuyện phòng ngừa khi mà áp lực của bên phải nhiều khi nó cao hơn thì sẽ tụt cái dù. Đó, thì đây là cái dù của BFO này khác với sơ thông linh nhĩ là như vậy. Thì em sẽ trình bày như vậy. Thì cái sự phối hợp giữa các bác sĩ thần kinh và bác sĩ tim mạch thì nó cũng có cái sự liên quan nào đó. Thì hôm nay em xin chia sẻ một bài như vậy thôi.